Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Hani, giảng viên chính của Trung tâm Đào tạo Nối Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nối Mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay không có dạy nghề nữa, mà sẽ kể cho mọi người là ba câu chuyện của người Việt xa xứ với cái nghề mi. Và các anh chị mình nhớ theo dõi từ đầu tới cuối nha, tại vì đây là những câu chuyện rất kịch tính. Có thể các anh chị sẽ thấy hình ảnh của bản thân mình trong đó đó. Cái câu chuyện đầu tiên mà Hani chia sẻ, mà Hani cũng hay chia sẻ cho mấy anh chị trong lớp học luôn, đó là cái câu chuyện nuôi chồng 3 năm học thạc sĩ ở bên Úc. Hani có một chị học viên, chị đó là nhân viên của ngân hàng ANZ ở ngoài quận Nhất, ngay tòa nhà Cung Hô Plaza. Các anh chị nào ở Sài Gòn sẽ biết cái tòa nhà này. Thì lúc mà chị tới gặp mình để đăng ký cái nghề mi, thì chị chỉ nói là chỉ có 2 tuần để học nghề mi thôi. Mà mình mới hỏi chị là sao mà chị học cái thời gian gì mà ngắn quá vậy? Thì chị mới nói là chồng của chị mới nhận được cái thư mời nhập học tiến sĩ ở bên Úc là sau 2 tuần để chuẩn bị á. Thì sau 2 tuần chị, chồng chị và con của chị phải qua Úc luôn. Thì ngay từ cái khoảnh khắc mà chồng chị nói với chị là đi qua Úc, chị phân vân hai nghề, đó là nghề nail và cái nghề mi. Nhưng mà cái thời gian phân vân không có nhiều, nên là chị chọn cái nghề mi của bên mình để mà chị học luôn. Đó. Thì cách đây khoảng chừng là một tuần á, chị nhắn cho mình rằng là chị chuẩn bị mở một cái shop mi nhỏ ở bên Úc. Mình cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình nhận được cái tin nhắn này. Nhưng mà mình sẽ kể cho các anh chị một cái câu chuyện trước đó. Là lúc mà chị mới qua đó, cái cuộc sống của chị rất là chật vật. Chật vật tới nỗi là chị không có công ăn việc làm luôn đó các anh chị. Tại vì cái bằng cấp của Việt Nam mình, các anh chị mình cũng biết, đem qua Úc nó đâu có còn giá trị đâu. Mà qua bển chỉ làm cái nghề thôi. Đó. Thì khi mà qua đó, buổi sáng là chỉ nhận 2-3 khách làm mi về nhà làm. Còn buổi chiều á, thì chị lại đi ra mấy cái tiệm phở hoặc là mấy cái tiệm thức ăn nhanh của người Việt mình á, chị xin làm nhân viên, bưng bê đồ các kiểu để mà chị kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà sau khoảng chừng 3-4 tháng là chị lại nhắn cho mình thêm một lần nữa. Chị nói là giờ em không có còn làm ở tiệm phở nữa, em không có làm ở tiệm thức ăn nhanh nữa, mà bây giờ em làm mi ở nhà luôn. Em chụp cho cô coi là cái không gian mà em bài trí nè. Thì lúc này là cái lượng khách của chị nó đã ok hơn rồi. Chị làm có tay nghề nè, có cái sự uy tín, có cái sự bảo hành, tiếng lành đồn xa nên khách tìm tới chị càng ngày càng một nhiều hơn, càng uy tín càng nhiều hơn. Nên là bây giờ chị mở luôn một cái shop mi. Và trước đó gần đây một tháng nữa thì chị nhắn với mình á là cái tài chính trong nhà để mà xoay sở cho chồng của chị, cho con của chị là một tay chị lo hết á. Mình kể tới đây mà mình nổi da gà, tại vì mình cảm thấy là rất là vui với cái trường hợp này, rất là vui với cái cuộc sống của chị. Tại vì nghề mi nó đã giúp chị sinh sống ở một nơi rất là xa quê hương, đó là cái nước Úc. Nên những ai mà nói cái nghề mi mà không có cái thu nhập bằng nghề nail thì Hani không có đồng ý đâu nha. Câu chuyện thứ hai mà Hani muốn kể cho mọi người là về một trường hợp rất là đặc biệt. Học viên của mình là U60. Đó, khi mà nghe tới nay tới cái khúc này á, thì mọi người sẽ nghĩ là U60 không có làm được nghề. Bản thân Hani cũng vậy luôn. Nhưng mà câu chuyện nó rất là thú vị ở chỗ này nè. Mình sẽ kể từ đầu tới cuối cho các anh chị mình nghe. Hôm đó mình có một cái trong tiệm của mình là có một cái cô là U60 tới để xin tham quan cái lớp học và gặp Hani. Thì lúc này là quản lý mới báo là có người muốn gặp Hani đó. Thì mình cũng vừa dạy cái lớp lý thuyết xong thì mình gặp cổ luôn. Nhưng mà cũng như những cái trường hợp khác á, thì mình cứ tưởng là cổ dẫn con của cổ tới để học, chứ không phải là cổ học. Vì mình đã gặp rất là nhiều trường hợp gia đình dẫn con tới để gửi rất là nhiều rồi. Thì mình mới trao đổi với cổ dài, thật là dài, mới rút ra mỗi kết luận là cổ muốn học. Tại vì con của cổ ở bên Mỹ á, có cái tiệm nail và mi ở bển, thì rước cổ qua để ở chung. Nhưng mà cổ muốn có một cái nghề để đi làm cho đỡ buồn. Đó, cổ nói với mình là như vậy. Thì khi mà cổ đăng ký học như vậy á, là Hani là một người rất là rõ ràng nha. Mình nhận cái ca nào mình nhắm mình dạy được mình mới nhận. Nên là mình nói với cổ là 60 tuổi, trên 60 tuổi thì khi học cái nghề mi nó sẽ xảy ra những cái vấn đề nè. Mắt, tay, mắt của mình sẽ thấy không có rõ đâu. Mình phải là tập nhiều, hoặc là sử dụng thêm cái kính zoom phóng bự lên, hoặc là cái kính lão. Tay của mình cũng không còn minh mẫn như cái người trẻ đâu, không có còn vững như cái người trẻ đâu. Mình phải là luyện tập nhiều. Thì
cái thời gian của cô học sẽ lâu đó. Cô đồng ý luôn. Cái gì cô cũng đồng ý hết. Tại vì cô còn tới 3 tháng nữa cô mới đi. Đó. Cô nói làm sao làm, miễn trong 3 tháng đó cô làm được cái bộ mi là ok. Thì mình nói cái gì là có cái đó. Mình nói cô học rất lâu là cô quất gần 2 tháng rưỡi cô mới ra nghề luôn. Đó, là lúc mà cổ gần đi là cái ngày mà cổ gần ra nghề luôn. Thì khi mà cổ ra nghề cái khoảng thời gian đầu á, cổ nhắn cho mình với cổ còn giữ liên lạc. Cổ nhắn cho mình là cổ qua đây cổ một ngày cổ chỉ làm một hai người thôi, mà cái thời gian một hai người cổ làm cũng hơi lâu đó, nhưng mà bộ nào là ra bộ đó nha, bộ nào làm là ra bộ đó hoàn hảo. Thì do tuổi lớn nên cái sức bền của cổ không có, nên là cổ chỉ làm được nhiêu đó thôi. Nhưng mà cổ quan sát trong tiệm là mấy cái nhân viên của con của cổ á, làm không đúng kỹ thuật, làm không hề đúng một cái kỹ thuật gì hết, nên cổ phải đi là đào tạo lại hết cho con, cho nhân viên của tiệm con cổ luôn. Mà đào tạo bằng cách nào? Cổ sẽ lên mấy cái nhóm của Honey đó, cổ kể là cổ lên cái nhóm student care của Honey dành riêng cho học viên. Cổ coi lại những cái kiến thức, từ những kiến thức đó cổ chỉ cho thợ của cổ để có một cái form chuẩn, ra một cái đồ bền thật là tốt, một cái form mi thật là tốt để làm cho khách. Và bây giờ cổ là thành người đào tạo về kỹ thuật luôn, cổ không có làm khách nữa, tại vì cổ cũng một phần là lớn tuổi rồi nên cổ chuyên về đào tạo kỹ thuật. Thợ nào mới tuyển vào là con cổ dạt qua cho cổ đào tạo để cổ có một cái form chuẩn. Mà hay lắm nha mọi người, 60 tuổi là không phải là kém về công nghệ đâu nha. Mà khi mà Honey post một cái tin gì mà lên cái trang dành riêng cho học viên, cổ là người comment đầu tiên. Kiến thức mới cổ comment đầu tiên, thông tin mới cổ comment đầu tiên, tức là cập nhật kiến thức rất là lẹ. Honey còn chưa kêu là cô ơi vô coi kiến thức mới là cổ đã chủ động đi cập nhật rồi. Nên đây là một cái phong thái rất là tốt dành cho người thợ làm mi, kể cả những bạn trẻ phải học hỏi cái cô này. Nhân tiện qua cái câu chuyện này, mọi người mình thấy đó, cô này là U60 mà cổ vẫn có thể học được nghề mi. Nên là các anh chị mình đang coi cái video này, mình chưa tới U60 thì mình hãy cố gắng lên. Cái nghề mi này ban đầu nó sẽ gặp nhiều khó khăn đó, khó khăn trong việc học, khó khăn trong việc làm khách. Nhưng mà khi các anh chị mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó, các anh chị mình sẽ có cái trớn. Và cái trớn đó nó sẽ giúp cho các anh chị tiến rất xa trong cái nghề. Bởi vậy Honey hay dặn các anh chị học viên là đừng thấy cái sự khó khăn mà mình thụt lùi, mà hãy lấy đó làm cơ hội. Tại vì khi mà mình vượt qua cái mức khó khăn đó, có thể là mình sẽ tiến rất nhanh trong tương lai. Nên là các anh chị cũng gần rồi đó, mình cố lên nha. Câu chuyện thứ ba mà Honey kể cho mọi người thì mọi người tự đặt tên luôn nha, tại vì câu chuyện này mình cảm thấy rất là ấn tượng. Thì có một chị học viên, chị tới mình học cũng như bao người khác, chị học rất cứng cái nghề này luôn. Rồi sau đó chị đi ra trường. Thì sau ra khi ra trường một năm á, thì vô tình một ngày nọ mình nhận được cái tin nhắn của chị. Thì chị nói là bây giờ chị qua Đài Loan chị làm việc rồi. Thì công việc của chị hiện tại là một ngày khoảng chừng là 6 cho tới 8 khách, cứ làm lui làm tới gì đó, đủ cho chị sinh sống. Với lại là chị có thể là không phụ thuộc vào ai về tài chính hết. Thì lúc này Honey mới hỏi chị á, là vậy thì gia đình của chị sao rồi? Anh nhà chị có khỏe không? Tại vì khi mà đi đăng ký học á, mình còn nhớ rất là rõ là chị này được chồng đưa đón rất là cẩn thận, rồi là lo từ chỗ ăn, rồi là chỗ ở, rồi là đi lại rồi này nọ rất là cẩn thận. Thì mình mới hỏi thăm, thì chị nói là qua với ảnh được 3 tháng là chị chia tay luôn. Đó, chị chia tay ảnh luôn, tại vì hai vợ chồng cuộc sống không có hạnh phúc. Nhưng mà sau khi chia tay thì chị rất là khó khăn, tại vì là chị với anh là ở riêng rồi và chị không còn nhận được tài chính từ ảnh nữa. Thì lúc này người Việt mình qua đó rất là ít nghề. Honey cũng không biết là nhiều nghề không, nhưng mà nghe chị kể với mình á, là chị đi làm nghề hái trà đó mọi người. Hái trà Alisan đó, thì chị làm cái nghề đó. Thì chị làm đâu đó khoảng chừng là 3 cho tới 4 tháng. Thì đùng một ngày rất là đẹp trời, chị lướt YouTube, chị gặp cái video của mình. Đó, chị gặp cái video của mình, cái tự nhiên chị bấm vô chị coi. Cái chị mới nhớ ra là chị đã từng học một cái nghề mi rất là vững trước khi chị qua đây chị lấy chồng rồi. Đó, nên là từ cái cơ duyên đó bắt đầu chị mới lên mạng, chị coi những cái clip video của mình. Rồi bắt đầu là chị cũng là liên lạc với học viên, với nhân viên của Honey nè, để gửi hàng qua cho chị. Bắt đầu là chị tập lại từ từ. Chị chỉ tập khoảng chừng, chị kể với mình là chị chỉ tập từ 5 tới 7 ngày thôi là chị lấy lại phong độ luôn.
là khi chị lấy lại phong độ như vậy á, bắt đầu chị có vô cái cộng đồng người Việt ở Đài Loan, bắt đầu chị tìm khách. Chị tìm khách về nhà chị làm, hoặc là chị tới nhà của khách chị làm. Chị làm đâu đó tới nay khoảng chừng là 3 tới 4 tháng thôi, là bắt đầu chị có một cái lượng khách ổn định. Và khi mà chị có một cái lượng khách ổn định thì chị nhắn với mình á, là mới hiện tại chị nhắn với mình nè, là chị có một cái nghề rất là ok. Chị nói phụ nữ mình không có gì mà bằng có một cái nghề hết. Dù đi đâu có cái nghề chị vẫn có thể sống được. Và cái nghề đó nuôi đỡ chị rất là nhiều so với cái cuộc sống hôn nhân của chị không có hạnh phúc. Thì Honey cảm thấy là một cái hành động nhỏ bé, một cái lời nói vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy rằng là rất là động viên mình trong cái nghề giảng dạy này. Tại vì mình truyền đạt một cái nghề kỹ lưỡng cho chị đó và nhiều người khác nữa, thì bây giờ chị đó có một cái cuộc sống không phụ thuộc vào ai hết. Và Honey nghĩ đó là một cái sự bản lĩnh mà người phụ nữ nào cũng cần phải có. Nếu như thấy hay thì nhớ bấm cho Honey một nút like nha. Và nhớ là đăng ký cái video này nữa. Kế bên nút đăng ký sẽ là cái nút chuông, các anh chị nhớ bấm vào cái chuông đó, để sau này có những cái video mới, các anh chị sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên, comment đầu tiên. À quên, có thêm một cái nữa là nếu như mà muốn tìm hiểu những cái dịch vụ cũng như khóa học tại Honey thì nhớ bấm vào website là nối mihoney.com nha mọi người. Xong. Bye bye.